Luân hồi chi môn tập 3. Triệu Bân vẫn chưa kịp nói gì thì đã thấy một thanh niên áo tím vượt qua lan can chặn trước mặt hai người, chính là nhị công tử của tam trưởng lão tên là Triệu Khang, ngày thường dựa hơi cha mình là tam trưởng lão trong tộc mà kiêu ngạo và ngang ngược không ít. Có chuyện gì? Triệu Bân lạnh lùng nhạt nói. Liễu Tâm Như lại cố gắng nép sau lưng anh để trốn. Tại sao không đuổi cô ta đi? Triệu Khang ngạo mạn nói thẳng, cô ta trong miệng hắn ta chính là Liễu Như Tâm. Vì sao phải đuổi nàng đi? Cô ta là người Liễu gia, nàng là vợ của ta. Ấy chà, hôm nay cứng miệng quá nhỉ. Triệu Khang nghiến thoáng, ngươi thực sự cho rằng ngươi là thiếu chủ Triệu gia hay sao? Tối hôm qua hội trưởng lão trong tộc đã hủy bỏ vị trí thiếu chủ của ngươi rồi, ở đấy mà dám lên mặt với ta. Tứ thiếu gia, ngươi rảnh lắm sao? Quay lại tu luyện. Triệu Bân còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy ông giáo Triệu trách mắng. Triệu Khang nghe thấy mà giật nảy mình, một kẻ vô dục, một đứa mù, đúng là một cặp đôi trời sinh. Trước khi bỏ đi, Triệu Khang còn không quên mỉa móc, cười chế giễu, khốn nạn. Triệu Bân cũng lững thững rời đi, nếu không phải ông lão kia nhúng tay thì chắc chắn anh sẽ cho Triệu Khang một trận. Chỉ là ngưng nguyên tầng thứ 6 trong mắt anh chẳng là cái thá gì, tuy kém hắn ba cảnh giới nhỏ nhưng vẫn đủ để đánh cho Triệu Khang phải khóc lóc. Trước khi bị đứt mạch phế thể, anh chính là cảnh giới chân linh hàng thật giá thực. Nên nói về kỹ thuật chiến thì có thể nói là chấp Triệu Khang 10 đường, tới giờ võ tu lại từ đầu. Có lẽ cảnh giới vẫn chưa đủ nhưng tâm cảnh nào đó thì Triệu Khang không thể so được với anh. Còn về vị trí thiếu chủ bị hủy bỏ thì anh đã sớm dự liệu được điều đó. Tuy cha anh là gia chủ nhưng không thể một mình nắm quyền mà tất cả còn phải nghe theo hội trưởng lão. Không lâu sau đó thì hai người đã tới một tòa biệt yểm. Trong phòng khách, Triệu Uyên đang ở đó, thấy Triệu Bân và Liễu Tâm Như đi vào thì không khỏi thở dài. Ông ấy hiểu con trai mình từ trước đến nay đều ân oán phân minh, là Liễu Như Nguyệt làm điều ác chứ không liên quan gì đến Liễu Tâm Như. Con chào cha. Triệu Bân lên trước quỳ trên mặt đất, Liễu Tâm Như cũng quỳ xuống theo nhưng lại gục đầu xuống. Đứng lên nói chuyện đi. Triệu Uyên cười hiền từ, không giống như đám trưởng lão nặng giọng nghiêm mặt. Chỉ cần là quyết định của Triệu Bân thì ông ấy sẽ ủng hộ vô điều kiện. Nếu Triệu Bân đã coi Liễu Tâm Như là vợ của anh thì ông ấy sẽ nhận con dâu này. Ngọc Nhi, đưa thiếu phu nhân ra sảnh sau dùng cơm. Vâng. Một A Hoàn ngoan ngoãn đi lên đỡ Liễu Tâm Như ra sau sảnh. Cha con ta uống vài chén nhé. Triệu Uyên cười nói, kéo Triệu Bân tới một bàn ăn đã bày biện sẵn sau trướng. Cha, có chuyện muốn nói với con đó. Triệu Bân rót cho Triệu Uyên. Triệu Bân rót cho Triệu Uyên một chén đầy. Tối hôm qua, hội trưởng lão đã hủy đi vị trí thiếu chủ của con rồi. Triệu Uyên thở dài nói, con đã đoán được từ trước. Triệu Bân mỉm cười, cha đã cố gắng hết sức rồi. Triệu Uyên nói ra câu này với vẻ mặt đầy bất lực. Tần thiếu chủ là ai? 3 tháng sau sẽ tổ chức một trận so tài, ai đứng đầu thì người đó sẽ là thiếu chủ. Vâng, vậy thì tốt. Ngày mai đi tới cửa hàng binh khí cho giải tỏa tâm trạng. Triệu Uyên cười ấm áp, con nghe lời cha. Triệu Bân cũng cười. Cửa hàng binh khí thì chính là sản nghiệp của Triệu gia ở thành Vong Cổ, đúng như tên gọi, nó là nơi bán binh khí. Dù cha anh nói đầy ẩn ý nhưng anh hiểu hết ý tứ trong đó. Theo những gì hội trưởng lão trong tộc nói thì Triệu gia không nuôi người rảnh, thiếu chủ bị phế thì cũng không thể ăn bám, phải làm việc, phải cống hiến cho gia tộc. Từ khi mới đặt nền móng cho Triệu gia đều làm như vậy. Không chỉ Triệu gia, những gia tộc khác cũng đều làm như thế. Phàm là những con cháu có tư chất kém, không có triển vọng tốt thì đều bị xua đuổi ra khỏi gia tộc, đi lo cho sản nghiệp của gia tộc. Nói dễ nghe thì đi làm chướng quỷ, nói khó nghe thì chính là bị đi đày. Ở bên ngoài làm cho dù tốt đến đâu, kiếm cho gia tộc một núi vàng thì cũng chú định là vô duyên với trung tâm quyền lực của gia tộc. Những năm nay, nếu không có cha bảo vệ thì anh đã sớm bị đuổi đi rồi. Ra ngoài cũng được, thoải mái, nhàn hạ. Triệu Bân nghĩ rất thoáng, nếu như vậy thì cũng có thể tĩnh tâm tu luyện. Còn bí mật của anh thì chưa tới lúc nói ra.
3 tháng sau, anh sẽ cho cha một bất ngờ lớn, không tồi chút nào. Nhưng những thứ là của anh thì anh sẽ tự cướp lại. Bình nhiên, cuộc đời là một chặng đường dài, đừng sống khép kín. Lương tâm không hổ thẹn là được. Triệu Uyên cười hiền lành, đuổi Triệu Bân ra khỏi gia tộc cũng là vì tốt cho anh. Trong gia tộc, nhìn thì có vẻ bình lặng, nhưng thực sự ra sóng ngầm luôn mãnh liệt. Con hiểu à, thưa cha. Triệu Bân cười lại rót cho Triệu Uyên một chén, xong mới bắt đầu ăn. Ăn như hổ đói. Một đêm luyện thể, anh đã đói đến mức phát điên. Có lẽ là luyện ra không ít tạp chất nên trong cơ thể đang thiếu dinh dưỡng, cần phải bổ sung. Anh chắc chắn lượng cơm sau này cần để cho anh ăn no sẽ còn kinh khủng hơn. Triệu Uyên muốn nói lại thôi, ông luôn cảm thấy Triệu Bân đang cố ăn cơm để che giấu nỗi khổ tận đáy lòng. Ăn cơm xong, trong biệt viện thu dọn một tiểu viện cho Liễu Tâm Như ở đó, Triệu Uyên cũng yên tâm, cho hai A Hoàn ngoan ngoãn chăm sóc. Dù sao, ngày mai Triệu Bân phải rời đi, cũng không thể thường xuyên về nhà. Dầu mới bị mù khiến ông ấy luôn cảm thấy chưa quen mắt lắm. Ở Liễu gia, nàng còn không bằng người làm, đến Triệu gia mới thực sự là thiếu phu nhân. Nàng luôn tự cảm thấy thấp hèn, nào đã được ai hầu hạ bao giờ đâu. Đa số đều cảm thấy hết sức lo sợ, cảm thấy không chân thực. Màn đêm dần buông xuống, nàng sớm đã đi vào giấc ngủ. Triệu Bân trải chăn ra sàn ngủ, trong đêm tối chậm rãi đứng dậy, đứng trước giường, dùng chân nguyên làm ấm cơ thể cho Liễu Tâm Như. Thương hại cũng được, cảm kích cũng được, từ đáy lòng anh đang dần dần tiếp nhận người vợ mù này. Nhịn đi, Nguyệt Thần bỗng nhiên nói, biết rồi. Triệu Bân vừa nói, không khỏi vò đầu bứt tóc, anh luôn cảm thấy con gái con đứa nửa đêm không ngủ cứ nhìn chăm chăm vào anh, sợ anh tinh lực dồi dào cùng vợ làm nên một đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Chính về nhiều điều như thế nên anh mới thấy khó hiểu. Khó hiểu là vì tại sao không thể làm chuyện vợ chồng với Liễu Tâm Như, tại sao lại không được cho nàng dùng linh dược chứ? Sau này người sẽ biết thôi. Nguyệt Thần nói xa xôi như đọc được suy nghĩ của anh, nhưng lời nói vẫn cứ ấp ấp mở mở. Triệu Bân không hỏi tới cùng, tiếp tục thúc đẩy chân nguyên. Tuy Liễu Tâm Như nhắm mắt nhưng vẫn đang tỉnh, thân thể nhỏ nhắn như bị siết chặt lại, không dám thở mạnh. Chân nguyên của Triệu Bân quanh quẩn trong cơ thể của nàng như một dòng suối trong veo ấm áp. Ánh trăng sáng lọt qua khe cửa chiếu lên nụ cười sững sờ của nàng. Lần đầu tiên nàng biết nhà là nơi ấm áp như thế nào. Đêm khuya, Triệu Bân đi ra khỏi căn phòng. Trước khi ra cửa còn liếc nhìn Nguyệt Thần đầy ý tứ, ánh mắt kỳ lạ. Sau này, nếu anh thực sự cùng Liễu Tâm Như làm cái gì đó, thì không phải là cô gái này sẽ ngồi xem trực tiếp tại hiện trường đó chứ. Vừa nghĩ vậy, anh đã cảm thấy thật ngại ngùng. Thần ta vẫn biết xấu hổ đấy. Nguyệt Thần liếc nhìn Triệu Bân, tuổi tác không lớn, nhưng ta vẫn còn có mắt nhìn đấy. Triệu Bân cười nhạt, ngồi xuống gốc cây chú cổ thụ. Sau đó thì nhét một chiếc khăn tay vào trong miệng, lưu chuyển, tẩy tủy, dịch cân kinh. Rắc rắc. Ngay sau đó trong cơ thể vang lên tiếng tanh tách, tiếng rên trầm đục, âm ỉ không ngớt. Anh muốn một công đôi việc, trong khi luyện thể thì đồng thời cũng lưu chuyển thái sơ thiên lôi quyết. Sự huyền diệu của bài quyết này chính là trong lúc lưu chuyển, thỉnh thoảng sẽ gặp hơi sấm sét, mạnh mẽ và nồng đậm, phối hợp với luyện thể thì càng tăng thêm sức mạnh. Cẩn thận, tẩu hỏa nhập ma đó. Nguyệt Thần nhắc nhở một tiếng, thầm nói, tiểu tử này cũng to gan thật đấy. Lưu chuyển cùng một lúc hai loại công pháp thì cũng có thể gây nhiễu lẫn nhau. Chỉ cần bất cẩn một chút sẽ gặp vấn đề lớn, chẳng hạn như tẩu hỏa nhập ma. Triệu Bân không trả lời. Thiếu chủ Triệu gia cũng có thiên phú dị bẩm, một công gánh hai việc như thế này anh vẫn chống đỡ được. Dù sao anh chỉ có thời hạn 3 tháng. Con cháu Triệu gia không chỉ có mấy con hàng như Triệu Khang mà còn có rất nhiều kẻ xuất sắc. Muốn trong một thời gian ngắn đuổi kịp bọn họ thì sợ là có chút khó khăn. Chính vì như vậy nên mới không thể buông lỏng dù chỉ một khắc. Phàm giới đều không mưa sao? Nguyệt Thần nhàm chán không biết đã lẩm bẩm câu nói này bao nhiêu lần. Tới nửa đêm, Triệu Bân mới đứng dậy. Không lâu sau, anh vẫn chưa thấy động tĩnh gì, mà chỉ thấy trong cơ thể chân nguyên trào dâng,
xông vào các kinh mạch lớn. Uy Long nghe thấy trong lòng anh một tiếng nói thầm, anh bước ra một bước, tiến về phía trước, đánh ra một chưởng. Lực chưởng rất mạnh, còn mơ hồ có tiếng rồng gầm. Bát Bộ Thần Long Đạo. Nguyệt Thần khẽ nói, Uy Long chưởng pháp mà Triệu Bân vừa sử dụng với thần thông đạo môn này có chung nguồn gốc, có thể nói là một nhánh nhỏ. Bát Bộ Thần Long chân chính có thể làm sập trời nổ đất trong chớp mắt. Thần Long Đạo Tôn cũng tới nơi quỷ quái này sao? Nguyệt Thần tự nhủ, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy bình thường. Thần minh ở khắp mọi nơi, có trời mới biết là chạy tới đâu tản bộ. Bên Triệu Bân không biết sao đang yên đang lành thì sắc mặt trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu. Uy Long chưởng pháp quá mãnh liệt, thân hình nhỏ bé của anh bị nội lực chấn động gây ra vết thương, tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn đến tột cùng cực. Nói về chưởng pháp này thì cũng có lai lịch. Trước khi chưa bị đoạn mạch, anh đã lấy được nó từ ngôi miếu cũ nát khi ra ngoài thực luyện. Uy Long bí tịch có câu, nếu chưa tới cảnh giới chân linh mà dùng phương pháp này thì là nóng vội, căn bản vẫn chưa vững, thì phải chịu tự chịu khổ, chịu thiệt để trải nghiệm luyện thể, nếu không ngũ tạng sẽ bị chấn động mà vỡ nát. Nào, đánh ra một chưởng đi. Nguyệt Thần nằm nghiêng trên mặt trăng, thản nhiên nói, đau. Triệu Bân ho khan, ngồi phịch xuống, lưu chuyển tâm quyết, xoa dịu thể phách. Ta đã nói từ đầu rồi, đặt nền móng vững chắc là điều quan trọng nhất. Nguyệt Thần liếc nhìn, không nghe lời thần ta, đấy, bị chấn động nội thương rồi kìa. Cô không định truyền thêm cho ta một chút bí pháp nào à? Triệu Bân mỉm cười, chớp chớp mắt nhìn Nguyệt Thần, coi lời nói của ta như gió thổi bên tai hả? Nguyệt Thần liếc mắt, tham thì thâm đấy. Nói thì nói thế, nhưng cô và ta là cộng sinh, ta chết thì cô cũng không sống được đâu. Cho nên, dạy ta một ít thần thông giữ mạng thì đáng tin nhất. Ta an toàn rồi thì cô mới được an toàn chứ. Cô là thần mà, vị thần toàn năng mà. Triệu Bân bật công tắc lừa bịp, nói lên mồm không ngừng, nào giống người bị thương đâu. Nguyệt Thần còn chưa nói gì, nhưng nghĩ kỹ thì cũng đúng thật. Lại thấy cô ta phẩy tay, chữ vàng sáng lóa tung ra. Triệu Bân đưa mắt nhìn những ánh vàng đung đưa kia. Thuật bỏ trốn, lấy đi ăn trộm thì vui lắm đó. Cảm ơn tiền bối. Hai mắt Triệu Bân sáng lấp lánh, ghi nhớ từng chữ của pháp môn. Bỏ trốn, anh đã từng nghe qua, thuộc về kỳ môn độn giác. Nhưng anh chỉ nghe qua mà thôi, còn trưởng tộc mới biết, chứ anh cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy thuật này. Không nghĩ nhiều thêm nữa, anh xếp bằng ngồi thiền, tĩnh tâm lĩnh ngộ. Phương pháp này không lộn xộn như trong tưởng tượng, mà dễ học dễ dùng. Thử nghĩ mà xem, đánh nhau với người ta không lại thì bỏ trốn cũng có ích. Nguyệt Thần truyền cho thuật này quả thực là thần thông giữ mạng. Không biết bao lâu mới thấy anh đứng dậy. Trốn. Hô khẽ một tiếng, anh thực hiện pháp môn bỏ trốn. Nhưng cảnh tượng sau đó có chút ngại ngùng. Bỏ trốn không thể vội, nửa người chìm dưới đất, nhưng nửa người trên thì lại lộ ra ngoài, nhìn thế nào cũng giống như một cái cọc gỗ chọc xuống bùn, không có gì to tát. Triệu Bân nhìn một lát, dù sao cũng là lần đầu tiên dùng thuật bỏ trốn, không thành công cũng là bình thường, phải luyện nhiều hơn mới được. Ngại ngùng thì vẫn có, nửa người chìm trong đất sau một hồi vùng vẫy vẫn không ra được. Bỗng nhiên có tiếng giọt nước rơi xuống loạn xạ, một trận gió lớn âm u. Triệu Bân vô thức ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn thì bỗng chốc sững sờ, chỉ thấy trong miệng giếng cổ phía đối diện lại có người bò ra. Chính xác mà nói thì là một cô gái. Cô ta có mái tóc dài rối bù, đôi mắt màu xanh lục, trong miệng đẫm nước, móng tay nhiều năm không cắt, không chỉ dài mà còn phát ra ánh sáng ảm đạm u ám, đang nhìn anh cười một cách nham hiểm. Tú Nhi, đây là nữ quỷ đấy à? Triệu Bân nói, đúng vậy. Cô đã biết trong giếng có quỷ từ lâu rồi hả? Biết. Tại sao không nói cho ta biết? Không thích. Vừa nghe vậy sắc mặt Triệu Bân đen như mực, dòng máu thuần khiết quá đi. Ma nữ liếm đầu lưỡi đỏ tươi của mình, nở nụ cười the thé, khiến người ta nghe mà phát sợ. Người chờ ta đi ra. Triệu Bân lại xông lên, độn thổ kiểu gì mà một nửa người vẫn còn ở trong đất như thế này chứ? Anh bất lực, thi triển lực như thế nào cũng không thoát ra nổi. Anh không ra được, nhưng ma nữ đó đã xuất hiện,
bò ra khỏi cái giếng của mình. Gió âm thổi đến, Triệu Bân định hô lên, tình cảnh lúng túng này thì phải tìm người giúp mới được. Tiếc là còn chưa gọi được chữ cha thì ma nữ đã xông đến, bộ tóc dài đen lõa xõa chặn lấy cổ anh, khiến anh không thể gọi lên thành tiếng. Hứ! Triệu Bân kêu lên, mặt đỏ bừng, trán nổi đầy gân xanh, cảm thấy cổ mình như sắp đứt. Anh nhìn sang Nguyệt Thần đang hóng chuyện và không có ý định giúp đỡ, mà cô ta cũng không giúp nổi. Nếu Triệu Bân không giải quyết nổi một con ma nữ thì anh chính là một kẻ vô dụng. Máu này quá thuần khiết. Ma nữ cười âm hiểm, miệng còn dính nước miếng nhớp nhớp, thối kinh khủng khiếp. Triệu Bân nghiến răng, lấy hai tay tóm lấy tóc của ma nữ, mượn lực xông ra. Sau đó anh mạnh mẽ quật ả ma nữ đang cười khẳng khặc xuống đất. Cùng lúc đó anh hô tay sử dụng uy long chưởng tấn công. A! À! Ma nữ kêu thảm rồi lại ngã xuống giếng. Chạy đi đâu? Triệu Bân một bước phóng ra, ma nữ đã rơi xuống giếng nhưng bộ tóc dài đó vẫn còn vắt một nửa ở ngoài giếng. Anh đã tóm được và liều mạng kéo ả ta ra ngoài. Cho người cười này. Triệu Bân giơ nắm đấm lên rồi đấm thẳng vào đầu ma nữ. Lúc này mọi thứ đã yên tĩnh trở lại. Ma nữ không chạy nữa mà hóa thành một làn sương. Nơi đâu đó vẫn nghe thấy tiếng khóc ai oán. Xa trong giếng lại có ma chứ. Triệu Bân bò ra miệng giếng, nhướng đầu ra nhìn, có khi bên trong vẫn còn nữa chăng. Khói tìm chỉ có một con này thôi. Người thần nói, một tay ôm mặt, nhàm chán nhìn linh tinh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Triệu Bân không nhìn nữa nhưng vẫn đang nghĩ. Giếng là nơi cực âm, sinh ra tà ma cũng là bình thường. Điều đáng để khẳng định là vào một thời đại nào đó đã có chuyện gì đó cực thảm xảy ra ở chiếc giếng cổ này. Chẳng hạn là có người bị đẩy xuống giếng. Ở một nơi u ám này, âm hồn không tan và biến thành lệ quỷ. Không may là lại bị anh bắt gặp. Nghĩ lại mới thấy sợ, nhưng cũng may là anh gặp phải. Nếu sau khi anh đi mà Liễu Tâm Như cùng hai nha đầu trong việc gặp thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm và trở thành món ăn cho con ma nữ này. Anh không nghĩ nhiều, lấy một hòn đá lớn ra, phá nát cái giếng. Giếng cổ thì có lệ quỷ, nghĩ đến đã thấy kinh rồi, sao có thể uống nước trong giếng được nữa. Bình nhiên, bên ngoài viện chợt có tiếng gọi, đó là Triệu Uyên. Ông nghe thấy tiếng động tĩnh mới đi qua xem. Vừa đến cửa thì thấy tiếng đá vỡ, có trời mới biết là Triệu Bân đang phá cái gì, mà âm thanh còn không hề nhỏ. Cha! Triệu Bân mở cửa, cả người đầy mồ hôi, sao còn chưa ngủ chứ? Triệu Uyên nhìn Triệu Bân, nửa đêm nửa hôm mà cả người đầy mồ hôi. Con dậy đi tiểu. Triệu Bân ho khan, ngủ sớm đi. Triệu Uyên mỉm cười, vỗ vai Triệu Bân, cảm thấy người Triệu Bân lớn lên không ít. Cha, sau khi con đi, cha có thể tìm người bồi dưỡng cơ thể cho Liễu Tâm Như, được không ạ? Cha biết mà. Triệu Uyên cười rồi quay đi. Chuyện này không cần Triệu Bân nói, thì ông đã sớm tìm được một nữ trưởng lão khách khanh rồi. Đã là con dâu thì chính là người nhà, làm cha sao có thể tính toán nhiều chứ? Triệu Bân đóng cửa, bước ra, rồi nôn ra một ngụm máu tươi. Uy Long Chưởng rất mãnh liệt, hôm nay anh sử dụng 3 lần, bị thương không hề nhẹ, vì vậy anh mới cảm thấy căn bản rất quan trọng. Nếu là lúc trước ở cảnh giới Ngân Nguyên tầng 3 mà dùng chưởng pháp này thì e là đã đứt gân mạch rồi. Ta có chuyện này không hiểu, vì sao cha không thấy được linh mạch của ta đã được liền lại rồi chứ? Triệu Bân lau máu, nghi ngờ hỏi. Mắt nhìn là một thứ tốt. Nguyệt Thần đáp lại, bộ dạng vẫn rất có học vấn. Triệu Bân ho khan, tìm chỗ trị thương. Đêm dần trôi qua, trời còn chưa sáng, anh đã duỗi eo đứng dậy. Một đêm không ngủ, lại vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh thêm hai đại chu thiên nữa. Điều khiến anh vui mừng là vết nội thương bị chấn kinh do Uy Long Chưởng đã phục hồi không ít, mà cường độ của gân cốt cũng biến đổi về chất. Thật bá đạo. Triệu Bân bật lên cười vui vẻ, bước ra rồi nháy mắt xông vào đất, lại độn thổ. Hơn nửa đêm không ngừng nghỉ, anh đã nắm vững được pháp môn này, nghĩ lại tối hôm qua cũng quá gượng gạo. Thiếu gia, ăn cơm thôi ạ. Không bao lâu sau, nha đầu Ngọc Nhi đã gọi tới, một nha hoàn khác thì đưa Liễu Tâm Như đi qua. Tân nương bị mù, vẫn mất tự nhiên như cũ. Một lúc lâu sau, nàng vẫn chưa ngồi xuống, mẹ nói lấy chồng phải tuân thủ nữ tắc. Chồng chưa ngồi thì nàng không được ngồi. Triệu gia không có mấy quy tắc này đâu. Triệu Bân duỗi eo đi tới, nở ra nụ cười hiếm gặp. Đồ ăn sáng vẫn còn nóng. Ăn xong, anh cầm bọc đồ và bội kiếm ra khỏi tiểu viện. Bên ngoài phủ đệ Triệu gia đã có sẵn xe ngựa
Cửa hàng binh khí nói xa thì không xa, mà gần thì cũng không phải. Dù gì thì thành Vọng Cổ vẫn khá rộng. Đi thôi. Triệu Bân quay lưng, vẫy tay với phủ đệ nhà mình, rồi nhảy lên xe ngựa, sau đó cầm roi ngựa lên phất. 3 tháng sau, anh sẽ quay lại nơi này. Lúc đó, anh sẽ đòi lại toàn bộ những thứ thuộc về mình, không thiếu thứ gì. Ô, Triệu Bân kia. Xe ngựa dừng giữa đường lớn, lôi kéo sự chú ý của mọi người. Rất nhiều người thì thầm, chỉ trỏ. Đêm hôm trước, anh và Triệu Gia đến trước phủ đệ Liễu Gia. Việc này đã trở thành câu chuyện bàn tán của mọi người. Nghe nói, hắn còn chưa đuổi Liễu Tung Như ra cơ. Dù gì thì cũng gã đi rồi, đồ mù với kẻ vô dụng, mới là cặp đôi trời sinh đó. Nhìn cái dáng đó thì giống như bị đuổi khỏi gia tộc lắm à. Tiếng bàn tán càng nhiều, trào phúng có, than thở cũng có. Triệu Bân coi như không thấy gì, đánh ngựa đi qua, cười cợt, khinh bỉ gì đó, anh đã quen rồi. Mãi riết rồi cũng thành quen. Ngày trước, anh là thiếu chủ Triệu Gia, là thiên tài võ đạo thứ thiệt. Ai nhìn thấy anh cũng phải gật đầu khom lưng, ngưỡng mộ cung kính, quang vinh vô cùng. Sau khi đứt mặt, thế nhân lại hoàn toàn trở nên khinh bỉ anh. Cái gọi là nhân tình thế thái là như vậy. 3 năm hèn mọt với anh cũng là 3 năm rèn luyện tâm cảnh. Anh dần dần đi xa giữa những lời bàn luận. Không biết lúc nào, xe ngựa mới dừng lại trước một cửa hàng. Đây chính là cửa hàng binh khí của Triệu Gia. Mặt tiền nhìn rất hào nhoáng, hai bên trái phải đều có một con sư tử đá, vô cùng uy nghiêm. Thiếu Gia. Vừa mới xuống xe, anh đã thấy hai thiếu niên đi ra. Một người tên là Dương Đại, người kia tên là Võ Nhị. Gia chủ đã có lệnh rồi à, mời Thiếu Gia. Cùng đó còn có một ông già nhìn rất thân thiện. Triệu Bân biết người này được mọi người gọi là Lão Tôn, một người có tính cách hướng ngoại, nghe nói là người ăn xin, ông nội anh đem về, cho vào Triệu Gia, cả đời tận tụy báo đáp công ơn của gia chủ. Của ít lòng nhiều. Triệu Bân mỉm cười, đưa ra 3 hộp gỗ cho 3 người. Đây là quà gặp mặt, dù gì thì sau này cũng là cộng sự với nhau. Tùy khác họ, nhưng vẫn phải giữ mối quan hệ tốt. Phàm là con cháu gia tộc phái ra ngoài, thì đều phải chuẩn bị chút đồ, dù gì vẫn phải làm tốt quan hệ xã hội. Cảm ơn Thiếu Gia. Gọi ta là Triệu Bân là được. Triệu Bân mỉm cười, đi vào trong cửa hàng binh khí. Người đi đường thấy thế thì cũng dừng chân lại, dường như biết ý nghĩa của việc Triệu Bân được đưa đến đây. Rõ ràng là Triệu Bân đã bị gia tộc đuổi đi. Nếu không, trừ khi gia chủ Triệu Uyên có tâm tư gì khác, thì sẽ không phái đi xa như thế này. Triệu Bân đang ngồi trước quầy tính tiền. Lão Tôn cầm sổ sách đến. Nếu có người của nhà chính đến thì đều phải làm những việc này. Kiểm tra sổ sách là điều tất yếu. Nào là bán được bao nhiêu, có bao nhiêu hàng, từng món đều phải kiểm tra cho rõ. Tóm lại, vẫn phải theo quy trình. Triệu Bân xem rất ra dáng. Mỗi lần xem 10 hàng, vì anh từng là thiếu chủ, từ nhỏ, cha đã bồi dưỡng cho anh, học đủ thứ. Việc kiểm tra sổ sách cũng là một môn học bắt buộc của anh. Cất đi. Không lâu sau đó, anh đóng sổ sách lại. Ngoài việc không kiếm được tiền ra thì không còn vấn đề nào khác cả. Không chỉ có mình nhà anh là kinh doanh binh khí trong thành Vọng Cổ. Cạnh tranh là điều đương nhiên. Nhà ai có chất lượng tốt hơn, rẻ hơn thì nhà đó sẽ bán chạy. Sau khi kiểm tra sổ sách thì anh cũng không có việc gì làm nữa. Anh ngồi ở quầy, hai tay ôm mặt, hít mắt nhìn xung quanh. Cửa hàng binh khí không tính là nhỏ. Đủ 18 loại binh khí, phẩm chất thì tính là trung đẳng. Còn binh khí thượng hạng đều ở bên cửa hàng binh khí Liễu Gia rồi. Chỉ vì nhà đó có luyện khí sư không hề yếu. Luyện khí sư là một nghề nghiệp kiếm được rất nhiều tiền, đi đâu cũng được chào đón. Có luyện đan sư cũng kiếm được càng nhiều tiền hơn. Nhưng những người đó cực kỳ hiếm gặp vì điều kiện quá hà khắc, cơ bản đều là cha truyền con nối. Anh không nhìn cửa hàng binh khí nhà mình nữa mà là nhìn ra ngoài phố. Đối diện là một sòng bạc với chữ cược to lớn được treo lên, cực kỳ bắt mắt, người qua lại đông đúc vô cùng. Cách đó một con phố còn nghe thấy tiếng hò hét ầm ĩ, ai thua tiền người đó khó chịu. Cạnh sòng bạc là một tiệm cầm đồ, đúng vậy, là tiệm cầm đồ, chữ cầm được treo ở vị trí cực kỳ chói mắt. Sòng bạc ở bên cạnh tiệm cầm đồ cũng là điều dễ hiểu, người nào thua tiền muốn gỡ gạc lại thì đến tiệm cầm đồ để cầm cố vòng tay, khế ước mua bán nhà, đồ cổ. Chỉ cần tiệm cầm đồ nhận thì có thể đổi ra tiền.
vậy là có tiền đi cược thêm mấy lần nữa. Nói rằng ra thì sòng bạc với tiệm cầm đồ là hai bên cùng có lợi. Một bên ăn tiền cược, một bên ăn tiền cầm đồ, một sự ăn ý từ xưa. Mà tiệm cầm đồ kia là sản nghiệp của Triệu Gia An. Ngoài ra thì phía Đông Thành còn có một quán rượu, phía Tây Thành có một cửa hàng dược liệu, phía Nam Thành có cửa hàng đồ cổ, phía Bắc Thành có quán trà. Đến cả chợ đen thế giới ngầm cũng có Triệu Gia tham gia vào. Có thể nói là tham gia mọi ngành nghề. Những thứ này anh đều biết và phải học từ khi còn là thiếu chủ. Cửa hàng binh khí làm ăn không tốt lắm. Bao nhiêu người vào thì bấy nhiêu người bước ra. Có một người mua hàng thôi đã là tốt lắm rồi. Phần lớn họ đều chỉ đến xem linh tinh. Bọn họ xem Triệu Bân còn nhiều hơn xem binh khí, mà ánh mắt cũng rất bất thường. Cứ như kiểu đến xem khỉ, chứ không phải là đi mua binh khí vậy. Nghe cái gì chưa? Sư phụ của Liễu Như Nguyệt đã tặng cho cô ta một bí tịch cấp địa đó. Sao mà không biết được chứ? Tin truyền đi khắp cái thành Vong Cổ này rồi mà. Cấp địa đó, trời ạ, ông đây đến bí tịch cấp hoàng còn chưa được thấy, Thiên Tông này chi mà thật. Tiếng nói trong cửa hàng binh khí truyền ra không dứt. Nhóm khách hàng này đúng là không đến mua binh khí, đi vào thì con cứ nói liên tục, vui vẻ vô cùng. Hơn nữa trong lúc nói chuyện còn cố tình nhìn Triệu Bân một cái, rất có dụng ý. Thì chính là cái ý đó mà thôi. Triệu Bân cũng thản nhiên, hai tay ôm mặt, nhìn trái nhìn phải, nhìn cái này ngó cái kia. Ánh mắt đó giống như đang xem kịch. Ban ngày ban mặt rảnh rỗi không có làm gì, rồi chạy đến đây nói chuyện, thích làm ông đây khó chịu sao. Còn về Liễu Như Nguyệt thì anh chỉ cũng chỉ cười. Thiên Tông thì ghê lắm sao, bí tịch cấp địa đáng sợ lắm sao. Ông đây còn có cả một vị thần trong đầu nữa đấy. Chờ đi, chạy không thoát được ông đây đâu. Anh mặc kệ, nhưng có những người thì không chịu ngưng lại. Lão Tôn không nghe nổi nữa mà cũng không biết nên ngăn như thế nào. Một cửa hàng làm ăn, khách đến đều là thượng đế, không thể đắc tội. Mãi một canh giờ sau, Triệu Bân mới đứng dậy. Ông chủ mới mà, lần đầu đến cửa hàng binh khí thì vẫn phải làm cho ra giá. Xong xuôi thì cũng phải tìm việc mà làm. Thiếu gia, đi nghỉ đi ạ. Lão Tôn mỉm cười. Đúng là một người ông hiền lành, ít nhất ông ấy không vì việc Triệu Bân bị tức chức thiếu chủ mà trở mặt với anh. Gia chủ đã nhắc trước, vẫn phải để mặt, không được quá đáng. Triệu Bân mỉm cười không chút khách khí. So với việc ngồi làm ông chủ thì tu luyện quan trọng hơn. Có bảo bối. Giọng nói của Nguyệt Thần bỗng nhiên vang lên. Hả? Bảo bối sao?